Xin mến chào quý vị khán thính giả thân mến. Chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trên kênh audio Kiếm Hiệp. Mời quý vị và các bạn đến phần 23 của bộ truyện Sư Gia Bá Đạo, người đọc Khánh Duy, nguồn Bạch Ngọc Sách Tàng Thư Viện. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục lắng nghe. Chờ thương thế của Hạ Hồng đã hoàn toàn ổn định, Mạnh Thiên Sở không thể không khởi hành trở về Hàng Châu. Hắn phải bằng mọi cách về nhanh, vì ở Hàng Châu mới có đủ lượng nha phiến để luyện ra heroin. Trên đường còn phải mất chút thời gian, không thể để Ôn Tuyền hết rồi mới dâng lên, chọc cho y không cao hứng, hẳn phải là bị họa mà thôi. Hạ Phượng Nghi thấy thương thế của phụ thân không còn đáng ngại nữa, khóc nức nở cáo biệt với phụ mẫu xong, mang theo Phi Yến, Lão Hạ Đầu, Vương Bộ Đầu cùng mọi người theo Mạnh Thiên Sở trở về Hàng Châu. Trên đường đi này, Trần Tinh Bằng ba người phí tâm sắp xếp mọi chuyện. Mạnh Thiên Sở cùng mọi người tiêu diêu tự tại. Hơn nữa, nửa tháng sau lại thi thể thuận lợi trở về Hàng Châu. Trở về nhà trong nha môn, Thái Chi Huyện hay tin liền đến chào hỏi. Mạnh Thiên Sở giản đơn nói những gì đã kinh qua. Thái Chi Huyện biết Hạ Hồng Hạ Đại Nhân không sao rồi liền luôn miệng tán thán. Trong nha môn những ngày tháng này không có án gì lớn. Những sự vụ huỳnh danh bình thường, Mộ Dung Huỳnh Tuyết đều thế Mạnh Thiên Sở xử lý đâu ra đó đường hoàng. Mạnh Thiên Sở vô cùng cao hứng, hiện giờ hắn đã là người có tiền, tùy tiện thường luôn cho Mộ Dung Huỳnh Tuyết 10 lượng. Mộ Dung Huỳnh Tuyết tiếp lấy bạc, cao hứng đến hai tay phát run. Đây có thể nói là số bạc tương đương một năm công tác của nàng, hỏi sao nàng không vui mừng cho được. Sự việc trong nhà sắp xếp đâu vào đó, Mạnh Thiên Sở đến Tả Phủ trước thăm Tả Lão Gia Tử và mẹ ruột của Tả Giai Âm. Thân thể hai người đã khá hơn rất nhiều, có cây dọc tàu của Mạnh Thiên Sở hiệu dụng thuốc phiện được đề cao, và hai người cũng tự do khống chế liều lượng, các chất độc tác dụng phụ đều đã giảm bớt, cho nên thân thể khỏe hơn so với trước rất nhiều. Mạnh Thiên Sở lại biểu thị sự cảm kích đối với Kim Linh đạo trưởng, sau đó mới trở về nha môn. Trước cửa nội nha, bọn Trần Tinh Bằng mấy người đã chờ Mạnh Thiên Sở ở đó với kiệu rước. Sau khi tiếp hắn lên kiệu, họ không trực tiếp đến trụ sở của Đông Hán ở Hàng Châu, mà là đi thẳng tới một tòa tiểu trạch viện ở phía sau của nha môn, khiêng thẳng vào cửa lớn, đặt kiệu ở giữa sân. Mạnh Thiên Sở vén rèm kiệu nhìn tứ phía. Trạch viện này tuy không lớn, chỉ ba làn cửa, nhưng trang sức tinh mỹ, phòng ốc đều có điêu khắc vẽ họa, sung mãn phong vị đình đài lầu các của Giang Lam. Mọi thứ trong tòa trạch viện này đều mới, hiển nhiên là mới hoàn thành không lâu. Bọn Trần Tinh Bằng ba người đã chờ đón sẵn, cười cầu tài liền hỏi: Mạnh đại nhân, nghe xem tòa trạch viện này thế nào? Cũng không tệ, nhà của ngươi sao? Không không, tiểu nhân làm gì có phúc khí đấy, đây là phủ của đại nhân ngài. Của ta? Mạnh Thiên Sở vừa kinh vừa mừng. Đúng vậy, là Lý Hình Bá Hộ, Ôn Tuyền, Ôn Công Công phân một chuyên khoản dành mua riêng một khối đất phía sau nha môn này, đập bỏ nhà cửa vốn có trước đây, xây lại cái mới cho ngài. Ôn Công Công đối với đại nhân vô cùng coi trọng. Chà chà, thật không còn gì hơn để nói nữa rồi. Nói xong, y móc văn khế trong người ra, cung cung kính kính đệ trình cho Mạnh Thiên Sở. Đại nhân, đây là giấy tờ đất và nhà, mong ngài thu giữ lấy. Mạnh Thiên Sở tiếp lấy văn khế xem ra. Khà khà, chính sách cây gậy to và củ cải cà rốt của tên thái giám Ôn Tuyền này dùng thật là hay. Tặng tiền cho quan chức còn chưa đủ, còn tặng cho hắn tòa trạch viện tinh tế thế này. Lão tiểu tử này tặng những thứ như thế, hắn quả là không có điểm, không còn muốn giết não nữa. Thế nhưng sớm muộn gì hắn cũng phải ra tay, nếu không thì sự độc hại của heroin một khi bị y phát giác, hắn không giết y thì y cũng sẽ giết hắn. Sau khi bỏ văn khế vào lòng, hắn hứng chí đi vòng vòng tham quan tòa trạch viện. Tòa nhà mới này không ngờ trang bị đủ cả đồ dùng, người chỉ cần dọn dẹp vào để mà ở, khiến hắn cao hứng vô cùng. Trần Tinh Bằng liền nói: Mạnh đại nhân, ngoài tòa trạch viện này có mấy nhà cửa đất đai, anh em chúng tôi cũng mua hết cho ở một đội 10 năm huynh đệ, do dịch trưởng Vu Văn Hân, Vu Văn Long cầm đầu, chuyên môn chờ lệnh điều khiển của đại nhân và bảo hộ cho sự an toàn của ngài. Mạnh Thiên Sở cười bảo: Bảo hộ cái gì chứ, ta đâu có kiểu ra gì. Lời thì nói như vậy, nhưng cẩn thận một chút thì vẫn hay hơn. Dù gì chúng tôi cũng chỉ ở ngoài thủ vệ chờ lệnh, không có lệnh không dám tiến vào, cũng không ảnh hưởng đại nhân sinh sống gì đâu. Các người nghĩ quả là chu đáo. Đà tạ đại nhân đã khen ngợi, huynh đệ chúng tôi đã đặt tiểu yến ở sở tiếp phong tẩy trần cho đại nhân, ngài yên tâm, những người tham gia đều là các huynh đệ,
sẽ không tiết lộ thân phận của ngài đâu. Mạnh Thiên Sở gật gật đầu, ngồi kiệu đến cẩm y vệ nha môn ở Hàng Châu. Đông Hán và cẩm y vệ có cùng công sở, do đó chỗ làm việc của Đông Hán được thiết đặt trong cẩm y vệ nha môn, gọi là Đông Hán Thự. Đông Hán Thự, tiệc đã bày sẵn trong Đông Hán Thự, 5 vị ti phòng, 15 dịch trưởng cùng bá hộ Phó Ngọc của bá hộ sở cẩm y vệ cùng tham gia yến hội. Và thế là một phen vuốt mông ngựa, lệnh hót A-dua, tặng một loạt lễ ra mắt. Đến lúc này thì Mạnh Thiên Sở cuối cùng cũng hiểu vì sao Ôn Tuyển nói không cần phải lo về bạc để dùng. Hiện giờ hắn chỉ phát sầu là làm sao đem số bạc nhiều như thế này trở về nhà. Sáng hôm sau ăn cơm xong, Mạnh Thiên Sở đặt giấy tờ nhà đất lên bàn. Hạ Phượng Nghi cùng Phi Yến chồm tới xem, đều vừa kinh vừa mừng. Phi Yến nói: "Thiếu gia, ngài mua cái tòa trạch viện này khi nào mà không cho chúng em biết vậy?" Mạnh Thiên Sở cười đáp: "Tối qua các người ngủ xong là ta đi mua đấy, mua ở ngay sau nha môn chúng ta thôi, thế nào? Chúng ta cùng đi xem thử chứ." "Được a, được a, chúng ta cuối cùng rồi cũng có nhà cửa của mình." Phi Yến vỗ tay hoan hô. Hạ Phượng Nghi cũng vui vẻ nhìn Mạnh Thiên Sở, thế nhưng không nói gì. Lúc này thì Tả Gia Âm đến chơi, Phi Yến mừng rỡ nói: "Tả cô nương, cô đến thật đúng lúc, thiếu gia chúng tôi mua một tòa trạch viện ở ngay sau nha môn đây thôi, chúng tôi đang định đi xem đây." Tả Gia Âm liền nói: "Hay quá, vừa khéo được mừng cái mừng, kiều thiên chi hỷ, có nghĩa là giờ đến chỗ tốt." Mạnh Thiên Sở cũng gọi Mộ Dung Huynh Tuyết đi chung. Sau khi ra cửa, họ vòng qua sau đến tòa trạch viện mới. Dịch trưởng Vu Hân Long mang 15 phiên tử Đông Hán đã mặc đồ gia đình chờ sẵn ngoài cửa. Vừa thấy Mạnh Thiên Sở cùng mọi người đến, họ đều gập đầu cúi người làm lễ chào. Hạ Phượng Nghi kỳ quái hỏi: "Phu quân, chẳng ngay cả gia đình hộ viện cũng chuẩn bị sẵn rồi sao?" "À, đây là người bán trạch viện tặng luôn cho đấy." "Còn có chuyện tốt như vậy sao?" Hạ Phượng Nghi kỳ quái hỏi lại, nhưng liếc mắt nhìn thấy Vu Hân Long cảm thấy người này quen quen. Sau khi nhìn kỹ, nàng nhận ra đó là một trong ba bằng hữu mà Mạnh Thiên Sở đã nói đã cùng đi chung trên đường từ kinh thành trở về. Đương nhiên là nàng đã nhận thức ra. Phi Yến và Tả Giới Âm cũng đã nhận ra. Tả Giới Âm lúc này mới minh bạch rằng tòa trang viện này khẳng định là do Đông Hán tống tặng cho Mạnh Thiên Sở. Tiến vào trạch viện, Hạ Phượng Nghi, Phi Yến, Tả Giới Âm, Mộ Dung Huynh Tuyết kéo nhau đi xem xét chỗ này chỗ kia. Hạ Phượng Nghi có thể coi là khuê tú đại gia, kiến thức sâu rộng, thấy tòa trạch viện này tinh mỹ như vậy, nhịn không được khen mãi không ngớt. Mạnh Thiên Sở đắc ý nói với Hạ Phượng Nghi: "Ta đã nói trước rồi mà, có người coi ta như cọng rơm, cọng cỏ, nhưng cũng có người coi ta như cục vàng, cục ngọc vậy." Hạ Phượng Nghi nhìn hắn một cái, thần tình có chút gì đó dị dạng. Phi Yến kéo kéo tay áo của Mạnh Thiên Sở: "Thiếu gia, nghe lại đây, nô tỳ có lời muốn nói." Mạnh Thiên Sở theo cô nàng đi qua một bên: "Làm cái gì mà thần thần bí bí như vậy?" "Thiếu gia, nô tỳ cầu xin người, người sau này đừng có làm tổn thương mợ chủ nữa, được không? Mợ chủ đáp ứng người rồi, người đã không chịu, giờ còn muốn mợ chủ là phải làm sao đây? Muốn mợ chủ ở trước mặt người khác hô mấy tiếng lớn, tướng công, ta yêu chàng mới được hay sao?" "À, nghe lời này sao giống ta là kẻ không biết giảng đạo lý gì hết vậy?" "Vốn là như vậy mà, trước đây người xấu xa như vậy, ai biết người tự nhiên biến lên tốt hẳn lên. Đừng nói gì mợ chủ, ngay cả nô tỳ cũng phản ứng không kịp nữa là người để cho người ta có quá trình thích ứng nữa chứ." "Nói đúng lắm, ta chính là muốn cấp cho mợ chủ của em một quá trình thích ứng đấy. Có thời gian mấy tháng nữa thử kiểm nghiệm tình cảm của hai người xem sao, coi có phải là yêu hay không, có phải thích hợp sống cùng nhau hay không." "Thiếu gia, người lại vậy nữa rồi, cái gì mà yêu không yêu chứ, mợ chủ nguyện ý cùng sống với người, người lại thích mợ chủ như vậy, như vậy chẳng phải xong rồi hay sao? Sao người cứ tính này tính nọ hoài vậy?" "Khuê nữ ngốc ạ, đó là chuyện cả đời người, sao lại không tính toán được? Lỡ khi mợ chủ của em hối hận thì sao? Muốn cùng ta ly dị, chia tay, hay là suốt ngày trợn mắt mí môi với ta thì ta biết làm thế nào?" Phi Yến dường như đang nghe thiên thư trừng to mắt: "Có vợ nhà ai mà đối đãi với phu quân như vậy không hả?" Mạnh Thiên Sở cũng chợt nhớ ra, đây là triều đại mà lễ giáo phong kiến thịnh hành nhất, tư tưởng vu thi thê cương đã ăn sâu vào đầu óc của con người. Nữ tử giống như Hạ Phượng Nghi dám ăn chiếu theo sở thích của mình mà theo đuổi hạnh phúc, xem ra hiếm vô cùng. Huống chi còn đề cập đến chuyện trừng mắt mí môi với chồng, e rằng chẳng thể nào có. Cho dù có thì không bị bỏ lồng heo dìm nước chết, thì cũng bị mắng chửi phun nước bọt mà nhục đến chết. Mạnh Thiên Sở tin rằng
cho dù Hạ Phượng Nghi đã là nữ tử tiên phong vượt qua tư tưởng phong kiến như vậy rồi, nhưng một khi nàng trở thành vợ chồng chân chính, nhất định sẽ nghiêm thủ tam cương ngũ thường, tuân theo truyền thống đoan trang hiền thục của người vợ hiền. Nghĩ thông điểm này, Mạnh Thiên Sở hơi hơi có chút lo ngại, chẳng biết có phải là bản thân hà khắc quá hay không. Nếu sử dụng phương thức tư duy của nữ thiếu nữ hiện đại mà đi đo lường hành vi của đại tiểu thư, con nhà quan quyền thời cổ đại, thì có vẻ như hắn đang mò trăng giữa đáy nước quá đi mất. Phi Yến thấy Mạnh Thiên Sở trầm ngâm không nói, đoán là hắn đã bị lời của mình làm cho động tâm, liền nhận còn lóng dẫn tới luôn. Thiếu gia, mợ chủ chủ động nói ra những lời đó, ấy chính là mợ chủ cố làm mặt dày để cầu người rồi. Muốn nghe mợ chủ nói lấy lời khó có hơn nữa, rằng chỉ có thể nói ở dưới gối dưới mền mà thôi. Còn em thì sao? Em chừng nào thì định nói cùng ta những lời nó đây? Đêm nay chúng ta thì thào dưới gối nghe có được không? Mạnh Thiên Sở chớp chớp đôi mắt cố tình đánh trống lảng. Phi Yến lừa mắt nhìn hắn, nói chuyện nghiêm túc với người thì người lại lấy người ta ra làm trò cười. Ta không có làm trò cười, ta cảm thấy em cũng không tệ nên định tốt với em đấy chứ. Phi Yến là nô tỳ, thiếu gia có thể đối đãi với Phi Yến như vậy đã là phúc khí kiếp trước có tu của Phi Yến rồi. Nhưng một khi chuyện của thiếu gia và mợ chủ chưa xử lý xong, Phi Yến không dám nghĩ đến chuyện này nữa đâu. Mạnh Thiên Sở chẳng qua là nói cho qua chuyện mà thôi, chuyện Hạ Phượng Nghi chưa giải quyết xong, chuyện Tả Giai Âm cũng chưa rõ ràng gì, quan hệ với Mộ Dung Huynh Tuyết còn mông lung chưa minh bạch. Trong tình cảnh hỗn độn thế này, hắn còn chưa muốn kéo Phi Yến vào. Dù gì thì Phi Yến cũng đã nói, không cần biết sau này Hạ Phượng Nghi có rời xa hắn hay không, cô nàng cũng đi theo hắn cả đời. Xem ra đây là bảo bối để dành, không chạy mất đi đâu mà hắn phải sợ. Mạnh Thiên Sở liền nói, vẫn là câu nói cũ, không thể gấp được. Dù gì thời gian dài như thế mà còn chờ được, chờ thêm mấy tháng nữa cũng có sao đâu, nói không chừng nàng ấy sẽ hối hận sau mấy tháng nữa đấy. Phi Yến dậm chân, thiếu gia, người không hiểu mợ chủ rồi. Lời này nói đúng rồi đấy, ta đúng là chưa hoàn toàn hiểu nàng ấy cũng chưa hoàn toàn hiểu ta. Dù gì nàng ấy là chính thê của ta, ta không thể qua loa được. Dùng mấy tháng để hiểu nhau thật ra chẳng dài gì. Được rồi, thiếu gia đã quyết định, chuyện này không nhắc lại nữa. Nếu em muốn nhắc tới chuyện đó thì ấy nói hai chúng ta chừng nào ấy đi. Phi Yến vừa tức vừa gấp và cũng vừa thẹn, dậm chân nói, nói không được mà. Xong cô nàng chuyển thân dẫu môi trở về bên cạnh của Hạ Phượng Nghi. Hạ Phượng Nghi đang cùng Tả Giới Âm đi quanh trạch viện xem xét thương lượng bố cục thế nào. Thấy Mạnh Thiên Sở đi lại, nàng nói, tướng công, trạch viện này vị trí khá tốt, vị trí tường và tiểu viện trong nội nha của chúng ta, chỉ có điều không có cửa mở. Tướng công làm việc phải vào nội nha, mỗi lần phải đi vòng ra cửa trước mới vào, xem ra không tiện cho lắm. Nếu có thể mở một lối đi ở sau nha môn thì hay quá. Về nguyên tắc, nha môn chỉ có một cửa ở phía trước, phía hông hay phía sau đều thường không có cửa. Có quan lại vì để làm việc cho tiện đã lén đập phá khoét tường bao mở cửa sau, chuyên dùng cho những người tống lễ vật để quan hệ nhờ vả, từ đó mới trở thành thuật ngữ đi cửa sau truyền cho tới thời nay. Mạnh Thiên Sở gật gật đầu, chờ một chút, ta thưa chuyện với Thái Chi huyện xem coi có mở cửa sau được hay không. Hạ Phượng Nghi và các nàng phụ trách thu thập sắp xếp trạch viện. Mạnh Thiên Sở trở về nội nha, đem sự tình mua trạch viện ở sau nha môn nói cho Thái Chi huyện hay. Thái Chi huyện luôn miệng cung hỉ, con rể của công bộ viên ngoại lang mua một tòa trạch viện là quá bình thường. Thái Chi huyện liền đi theo Mạnh Thiên Sở đến nhà mới tham quan một hồi, cũng cảm thấy đi đường vòng qua cửa trước phiền phức quá, liền thông chi cho công phòng của nha môn mở một cửa đối diện với Mạnh phủ. Như vậy thì Thái Chi huyện muốn đưa những cáo trạng hoặc công văn cần xử lý đến chỗ của Mạnh Thiên Sở, hay có chuyện cần tìm hắn thương lượng cũng sẽ dễ dàng hơn. Mạnh phủ là tòa trạch viện có ba cửa vào, rất giống như bố cục của nha môn, phân ra làm nội và ngoại trạch viện. Ở ngoài, Mạnh Thiên Sở bố trí phòng làm việc, thư phòng, phòng khách, mọi thứ đều đầy đủ. Cửa ở ngoài cũng được dịch trưởng Vu Hân Long phía Đông Hán phiên tử làm các cửa. Cửa thứ hai liên thông đến nội trạch, y cũ vẫn do hai vợ chồng Hàn Thị làm các cổng. Bên trong là chỗ ở của lão Hà Đầu, Hạ Đầu Bếp cùng các người hầu. Lão Hà Đầu chủ yếu coi sóc tây tửu, tửu lâu, nhưng trong trạch viện vẫn giữ chỗ ở cho ông ta. Bên trong nữa là một tòa nhà, là trung tâm của trạch viện, cũng chính là chỗ ở của Mạnh Thiên Sở, Hạ Phượng Nghi và Phi Yến ba người.
Mộ Dung Huỳnh Tuyết nhất mực im lặng đi theo, vừa mừng vừa hiếu kỳ nhìn quanh. Sau khi phân khu công tác xong, Mộ Dung Huỳnh Tuyết bận rộn vận chuyển dụng cụ làm việc từ trong nội nha ra, bao gồm cả các hồ sơ tài liệu, các án đang xử lý hiện tại, tất tần tật mang đến thư phòng của Mạnh Phủ. Từ giờ trở đi, nơi này sẽ là công sở mới của nàng và Mạnh Thiên Sở rồi. Chuyện của Đông Hán, Lĩnh Ban chính là phân biệt tuyển chọn tin tình báo từ năm ti phòng báo lên. Cái nào trọng yếu thì đưa đến báo cho Đông Hán trưởng ban của Chiết Giang. Những tin tình báo này liên quan đến rất nhiều phương diện xã hội, thậm chí lời nói của hành khất ở đầu đường xó chợ hay người ta cãi nhau mắng mỏ cái gì, đó cũng là ghi lại báo cáo. Mạnh Thiên Sở là mật thám, thân phận lĩnh ban của Đông Hán cần phải được bảo mật, cho nên những tin tức trên đầu đều bí mật truyền đến cho hắn để hắn thẩm duyệt. Công tác này không thể giao cho Mộ Dung Huỳnh Tuyết xử lý, cho nên hắn phải e cổ ra làm. Nhà phiến Tử Giai Âm Sơn Trang của Tà Giai Âm ngoại trừ cấp cho Kim Linh Thiên Sư chế tác kim đan tiến cống hoàng thượng, số còn lại cung cấp đủ cho Mạnh Thiên Sở luyện heroin, cung cấp cho Ôn Tuyền, Ôn Công Công, do đó không tồn tại vấn đề phải khuếch trương trồng trọt. Mạnh Thiên Sở cũng không nguyện ý trồng loại cây hại người này ở diện tích lớn. Để làm cho Ôn Tuyền an tâm, Mạnh Thiên Sở tận hết khả năng cung cấp nhiều heroin hơn một chút, chí ít cũng đảm bảo lượng tồn trữ đủ dùng một tháng. Sau đó hắn thông qua con đường mật báo cho Đông Hán định kỳ cung cấp, khiến Ôn Tuyền rất vừa ý. Rốt cuộc Mạnh Thiên Sở làm chức Đông Hán lĩnh ban cũng nhàn nhã hẳn đi. Các bạn đang nghe chuyện Sư Gia Bá Đạo tập 23, được phát trên Audio Kiếm Hiệp do MC Khánh Duy diễn đọc. Một ngày thuộc tiết Trung Thu, rất nhiều người đã sớm trở về nhà hưởng Tết với người nhà. Ngay cả các người bán hàng ngoài thị tập cũng tranh thủ thu xếp về từ trưa. Tả Giai Âm di chuyển giống của mấy cây nho từ Giai Âm Sơn Trang đến trồng trong vườn Việt Trạch mới của Mạnh Thiên Sở. Phi Yến thì tinh tâm thiết kế thành cái dàn che nắng từ những cây nho này. Ngày đó Mạnh Thiên Sở bảo với Hàn Thức mang cho mình một bộ bàn ghế bài trà ra nằm dưới dàn nho này hóng mát. Phi Yến đi ngang qua mấy lần, hắn đều lấy quạt che mặt. Phi Yến cho rằng hắn đang ngủ, sợ muỗi đến cắn nên lấy một ít cây ngải thảo đốt hun khói bên cạnh hắn. Hạ Phượng Nghi từ ngoài vào thấy Phi Yến trong bộ dạng như vậy, nhịn không được liền cười. Coi em kìa, hiện giờ chưa là vợ mà đã làm những chuyện như vậy rồi. Người ngủ cũng thoải mái, người cực khổ cũng hạnh phúc à. Phi Yến nghe Hạ Phượng Nghi nói vậy liền ngượng ngay. Cô nàng sợ làm Mạnh Thiên Sở tỉnh giấc, bước đến cạnh Hạ Phượng Nghi, vừa lên tiếng nói chuyện thì Mạnh Thiên Sở ở sau đã đứng dậy vươn vai nói: Nương tử nói như thế sao ta nghe tức cười quá à. Nàng không đốt cho ta, chẳng lẽ người khác đối tốt với ta nhìn không ưa hay sao? Hạ Phượng Nghi cười cười trao cái làn trong tay cho lão Hà Đầu, sau đó bảo Phi Yến: Pha nước cho ta tắm đi, mấy ngày này sao nóng vậy nè. Định đóng cửa quán sớm về nhà cùng mọi người ăn bữa cơm đoàn viên, như vậy cũng tốt, cơm chưa ăn mà bụng đã đầy hơi tức rồi. Mạnh Thiên Sở cười đứng dậy bước tới cạnh Hạ Phượng Nghi, dùng quạt trong tay quạt mát cho nàng: Nương tử, nương tử cực khổ quá rồi, không khí trời nóng bức thế này mà lại còn bị cơn tức đầy bụng, lát nữa ăn không được mấy món ngon của Phi Yến chúng ta làm rồi, chẳng phải là tội của ta lớn lắm hay sao? Do đó tiểu sinh giờ bắt đèn nàng vậy, đừng có tức nữa. Trong trời nóng thế này tức gì cơ chứ, ăn dưa đi. Vừa rồi Phi Yến đã đem hai trái bỏ xuống dưới giếng rồi, lát nàng tắm xong rồi ta cắt cho nàng ăn. Hạ Phượng Nghi dương đôi mắt phượng xinh đẹp nhìn hắn, chớp chớp một cái rồi phì cười. Với cái bộ dạng cười đùa tí tửng như chàng, làm gì giống như một sư gia chứ. Phi Yến thấy hai người đùa cợt với nhau có vẻ rất hợp, cũng nhàn miệng cười. Hạ Phượng Nghi thấy Phi Yến ở bên cạnh lo cười, liền đưa tay thon ra cốc nhẹ lên đầu nàng một cái. Có gì đâu mà đáng xem, coi chúng ta diễn trò hả? Còn không mau đi pha nước cho ta đi. Cô nhóc em đừng có dựa hơi thiếu gia nung chiều giết rồi thành hư như vậy nha. Phi Yến cười bỏ chạy, khi đến nhà bếp còn quay lại cười nói: Thiếu phu nhân, người không biết hai người thú vị hơn là diễn kịch nhiều. Tại Nhân Hòa huyện Phong Thiên Thôn, trong nhà của người buôn muối Hắc Thiên Bảo, trong ngày Trung Thu này người trong nhà không ai khoái lạc thung dung như những người khác mà bận bịu vô cùng. Hắc Thiên Bảo ngồi trong phòng khách, bên cạnh là một nha hoàn đang quạt khẽ cho y. Y có vẻ ngồi đứng không yên, người cao chẳng tới 1m5, 1m6 mà phải chịu đựng trọng lượng 200 cân có dư. Người ta nói người mập đều sợ nóng, cho nên từ trên người y có thể nhìn rõ điểm này.
Cút, cái đồ đám ăn hại, gọi các ngươi đến toàn là vô tích sự, ngay quạt cũng quạt yếu xìu, chẳng có lực gì cả, các ngươi còn có thể làm gì được nữa đây? Hắc Thiên Bảo mắng nhức, đứng dậy đá vào người nha hoàn. Nha hoàn đó té xuống đất cũng không dám nói gì, vội vã đứng dậy ngay, nhưng cũng không dám đi, chỉ cầm cái quạt, mắt nhòe lệ đứng bên cạnh. Ta bảo ngươi cút, ngươi nghe không hiểu hay sao? Hắc Thiên Bảo lớn tiếng giống quát nha hoàn. Lão gia bảo ngươi đi thì ngươi đi đi, còn đứng gần ra đó làm cái gì? Vừa dứt lời, một nữ tử trẻ tuổi khoảng hơn 20, ưỡn hẹo vòng eo như rắn bước vào. Nha hoàn đó như được mệnh lệnh, nghe nữ tử nói là lập tức chào nàng ngay. Dạ, nhị phu nhân. Hắc Thiên Bảo thấy nữ tử bước đến cạnh mình, miệng lộ nụ cười mỉm, kéo nữ tử đó vào lòng mình bằng cái tay núc ních. Nữ tử cười khanh khách rất khoa trương, cũng không tránh né, cứ để mặc cho tay của Hắc Thiên Bảo tùy ý sờ mó loạn lên. Được rồi, đã đến giờ nào rồi à? Vừa mới mặt như lư vậy, sao bây giờ biến thành sói rồi? Ta cứ hỉ hoan thuyên liên lưu dấu của ta, nàng là cục cưng của ta, ta ôm nàng, ấp nàng, hôn nàng, đó là bình thường, không được sao? Lúc này, từ sương phòng phía đông truyền lại tiếng la hét chói nói của một nữ tử, dường như là vô cùng thống khổ vậy. Nữ tử yêu diễm này lập tức đẩy đôi tay mập mạp ra. Được được được, chỉ có điều chẳng nghe đại lão bà kêu thét như heo bị chọc tiết đó đi, e rằng chẳng ai có tâm tình nào làm chuyện gì với chàng đâu. Chẳng lẽ lão gia chàng còn tâm tình hay sao? Thúy Liên đứng lên rời khỏi lòng Hắc Thiên Bảo, đến cửa nhìn vào sương phòng ở phía đông. Nơi ấy thanh âm như heo chọc tiết còn không ngừng vang vọng, chỉ có điều nó sức mạnh của tên hết tầm. Chỉ có điều nó như sức mạnh của tên hết tầm, có khí mà không có lực. À cười cười khinh bỉ, ngồi trên ghế tựa cửa, nới áo ngoài ra một nửa, nộ đôi vai trắng nõn, lấy quạt phe phẩy. Hắc Thiên Bảo ở bên cạnh nhìn thấy vậy, lấy sức nuốt nước bọt. Thúy Liên quay người lại vũ mị đá lông nheo với lão mập này, và lão mập cuối cùng nhận không được đứng dậy bước tới định đóng cửa lại. Đừng à, trời nóng thế này chàng đóng cửa có phải là có lòng muốn làm nóng chết người ta hay không? Không đóng cửa sao được, nàng không nhìn thấy người qua lại trước cửa này hay sao? Hắc Thiên Bảo đưa mắt nhìn gò ngực ẩn hiện của Thúy Liên, lại định đóng cửa. Coi bộ dạng gấp gáp của chàng kia, đừng quên là bên sương phòng có người còn đang sinh con cho chàng. Sinh cả ngày rồi mà chả sinh ra. Người ta với chàng thành thân mười mấy năm nay, uống không ít thuốc mới hoài thai được. Chàng không có trọng tí nào sao? Hắc Thiên Bảo nghe Thúy Liên nói thế, cúi đầu mập mạp gục xỉu xuống, rồi như đám bùn nhão ngồi cạnh Thúy Liên thở dài đánh sượt. Được rồi, đừng nghĩ nữa, tối nay người ta ở phòng chờ chàng tới chẳng được hay sao? Hiện giờ nóng như thế này còn phải tắm rửa nữa, nhưng lúc này ai còn có thời gian dành tay lấy nước tắm cho chàng chứ? Cũng là Liên Nhi tế nhị biết thương ta mà. Thì thế, hay là thiếp hôm nay trở lại là một nha hoàn trong vườn này? Nói xong, ả vũ mị cười khiến cho người ta sôi sục trong lòng. Lúc bấy giờ, Mạnh Thiên Sở bị Quế Hoa Tử của Phi Yến ủ làm cho ngầy ngật, nghiêng đầu dựa vào người của Hạ Phượng Nghi. Hạ Phượng Nghi yêu thương cứ để cho hắn dựa, chẳng mấy chốc hắn đã phát ra tiếng ngáy khe khẽ. Phi Yến nhìn bộ dạng khờ khờ của Mạnh Thiên Sở, hạ giọng nói với Hạ Phượng Nghi: Mợ chú, hay là chúng ta đưa thiếu gia về phòng ngủ đi. Tuy nói hiện giờ trời ở ngoài này là mát mẻ, thoải mái nhất, thế nhưng muỗi rất thích hút chích thiếu gia nhà mình đấy. Không ngại đâu, cứ để huynh ấy ngủ chút đi. Em cũng biết đấy, huynh ấy trong bộ dạng như vậy ngủ không lâu gì đâu. Từ chút rượu vừa rồi không đủ cho huynh ấy say. Chỉ có điều hôm nay mọi người đều uống với huynh ấy, cho nên uống hơi gấp, xem ra một chút là tỉnh lại thôi. Phi Yến thấy Hạ Phượng Nghi kiên trì cũng không nói gì nữa, bản thân đến bên giếng lấy dưa hấu lên. Cả nhà ngồi quanh bàn chuẩn bị ăn dưa mát. Bà gác cửa Hàn Mụ chạy vào thưa: Thiếu phu nhân, tống mộ khoái của nha môn đến rồi, nói có chuyện gấp. Hạ Phượng Nghi liền đáp: Thấy chưa, biết là thiếu gia nhà ngươi không có số ngủ mà, nhất định là lại có án tới rồi, bảo hắn vào đi. Tống Tưởng Vũ tiến vào, thấy Mạnh Thiên Sở đang dựa vào vai của Hạ Phượng Nghi chợp mắt, hơi áy náy nhìn Hạ Phượng Nghi. Hạ Phượng Nghi yêu thương với tay lấy miếng dưa lạnh để lên trán của Mạnh Thiên Sở, khiến hắn bị lạnh mà mở mắt ra. Tống Tưởng Vũ vội bước tới một bước: Sư gia, e là sư gia ngủ không được nữa rồi. Ở Phong Thiên thôn phía Tây Thành đã xảy ra án mạng, vừa rồi có một người tên là Ngô Lai đến báo án, nói là tỷ tỷ của y bị bà đỡ hại chết, một thây hai mạng người. Chi huyện đại lão gia nói án hình danh đều giao cho ngài xử lý,
cho nên ngài phải chịu khổ một phen rồi. Lão gia nói nếu như là án mạng, cứ ủy thác cho ngài lập án phán luôn. Thái lão đầu này thật là làm biếng mà, cái gì cũng đồn đẩy cho ta. Lão thì tiêu diêu tự tại. Mạnh Thiên Sở cầm một miếng dưa lên, vừa cắn vừa hàm hồ cào nhàu. Thời tiết cũng không chịu cho người ta sống yên nữa mà. Phi Yến ở sau nghe rõ cô này phụ họa. Đúng vậy, thật là đáng thương, thời tiết qua mùa mà xảy ra nhiều chuyện như vậy. Cô nàng lấy đưa cho Tống Tửng Vũ một miếng dưa. Tống Tửng Vũ cảm tạ, sau đó tiếp lấy. Trời nóng như vậy mà được miếng dưa quả là giải nhiệt. Phi Yến, em nói lời này quả là khả ái. Ta không biết là có một điều trong luật pháp quy định là trong lúc sang mùa thì không cho phép người chết hay không. Thế nhưng cho dù có quy định đó, Diêm Vương lão gia đòi người, chúng ta cũng lưu không được rồi. Mạnh Thiên Sở vừa cắn dưa giải rượu, vừa cùng Phi Yến nói đùa. Hà Phượng Nghi bảo Phi Yến đưa cho hắn cái khăn lạnh lau mặt để hắn tỉnh táo hơn một chút. Được rồi, đi thôi. Sự tình liên quan đến mạng người mà chàng còn ở đó, nói cái gì mà gió với mưa đấy. Hà Phượng Nghi giả vờ cáu. Được rồi, đi thôi. Xem ra nương tử của ta còn có tinh thần nghề nghiệp hơn cả ta nữa. Mạnh Thiên Sở cười đứng dậy bước ra cửa, đi theo Tống Tửng Vũ. Gọi Quýnh Tuyết chưa? Vương Bộ Đầu đâu? Mạnh Thiên Sở hỏi. Đều đã chuẩn bị sẵn ở cửa nha môn rồi. Tống Tửng Vũ vội đáp. Các ngươi hôm nay sao thần tốc quá vậy? Đa tạ gia sư đã khen, cái đó là chuyện phải làm mà, nếu không thì bị bắn thôi. Tống Tửng Vũ cười khan đáp. Cũng trong lúc đó, tại Nhân Hòa huyện Phong Thiên Thôn Hắc Phủ, Hắc Thiên Bảo đang ngồi trên ngạch đá của tiền sảnh. Lúc này trên mặt của y không còn ngạo khí và cảm giác ưu việt của một phú thương giàu có một phương. Bọn người hầu trong nhà đã sắp xếp đại sảnh thành linh đường. Quản gia Trấn Giang của Hắc Thiên Bảo là một nam nhân khoảng 40 tuổi, rất thạo việc. Y đã ở nhà của Hắc Thiên Bảo làm việc cần cù những 20 năm. Lúc này y đang chỉ huy bọn người dưới làm biểu báo và mua sắm đồ đạc. Thấy Hắc Thiên Bảo ngồi ở bậc thềm, y bước lại khuyên giải. Lão gia, dằn lòng thuận theo sự thật thôi. Lão gia ngồi như vậy thân thể là không ổn đâu. Hắc Thiên Bảo lắc đầu, thở dài một tiếng rồi đứng dậy, thân hình hơi lắc lư, được Trấn Giang nhanh chóng đỡ lấy. Hắc gia ta nhất mực con cháu đầy đàn, chẳng lẽ đến lượt ta lại tuyệt tự hay sao? Ông trời ơi, ông làm sao bất công thế này? Trấn Giang đỡ Hắc Thiên Bảo vào trong đại sảnh ngồi xuống an ủi. Lão gia, đừng nghĩ nhiều nữa, ngài còn trẻ tuổi, hơn nữa mợ hai mới về, đang chờ truyền tông tiếp đại cho người mà. Hắc Thiên Bảo chỉ lắc đầu không nói gì. Thúy Liên đứng dựa cửa tây sương, cách đó không xa, giống như nhìn người làm náo nhiệt, miệng nhai nhóc nhách, dáng vẻ rất an nhàn. Lúc này một người hầu vào báo nói là có người của quan phủ đến. Hắc Thiên Bảo ngạc nhiên đứng dậy. Quan phủ ư? Đến đây làm gì? Mạnh Thiên Sở, Mộ Dung Quýnh Tuyết, Vương Dịch, Tống Tửng Vũ cùng mười mấy bộ khoái khác đến được Phong Thiên Thôn thì trời đã tối. Ngô Lai là kẻ đến báo án, dọc đường cứ khóc ròng, nói là tỷ tỷ nhà mình đến nhà Hắc Thiên Bảo ủy khuất thế nào, bị tiểu thiếp xinh đẹp yêu diễm khi phụ thế nào, chết ăn uổng ra sao, nghe mà khiến của đầu Mạnh Thiên Sở ù cả ra. Khó khăn lắm mới đến được chỗ của Hắc Thiên Bảo. Tuy nói đây chỉ là một cái thôn, nhưng người trong thôn ở cách thành Hàng Châu không xa. Hơn nữa hầu hết họ là kẻ làm ăn, cho nên đây là thôn giàu có, nổi tiếng danh vọng trong vùng. Vương Bộ Đầu tìm lý trưởng của thôn đến, bảo dẫn đến Hắc Phủ. Mạnh Thiên Sở đứng trước cửa khu viện trạch của Hắc Thiên Bảo nhìn Mộ Dung Huynh Tuyết ở bên cạnh nói. Sư gia, khu viện trạch này khá là khí phái, có điểm chẳng thua kém gì nha môn của chúng ta đâu. Mạnh Thiên Sở xì một cái cười, hạ giọng bảo. Lời này của cô chỉ được nói trước mặt ta thôi nghe. Nếu mà để Thái Chi huyện lão đầu đó biết được thì cô tiêu đời rồi. Còn nói tôi nữa, sư gia ngài chẳng phải là gọi người ta là Thái lão đầu hay sao? Lúc này Vương Bộ Đầu đã bước vào thông báo. Hắc Thiên Bảo hoảng hốt ra nghênh tiếp. Ngô Lai vừa nhìn thấy Hắc Thiên Bảo khóc lóc xông tới túm ngực y liều mạng. Tên ông trời con này, ngươi trả tỷ tỷ ta đây. Không ngờ tỷ tỷ ta ở Hắc gia các ngươi làm trâu làm ngựa mấy chục năm, hiện giờ không những tìm vợ trẻ đến chọc tức tỷ tỷ ta còn chưa đủ, còn định ép tỷ tỷ ta vào chỗ chết. Ngươi thật là ngoan độc quá mà. Hắc Thiên Bảo xem ra còn chưa hoàn hồn, đột nhiên bị dáng vẻ của người trước mặt làm cho hoảng sợ, để mặc cho y nắc.
Dừng tay, sự tình còn chưa làm rõ ràng, đừng có làm loạn. Mạnh Thiên Sở bước tới quát. Ngô Lai bấy giờ mới buông tay, thế nhưng miệng vẫn không ngừng mắng lời thô tục. Mạnh Thiên Sở nghe Ngô Lai mắng nhiếc, biết người mập như heo trước mặt là Hắc Thiên Bảo, cũng là người Ngô Lai định tố cáo. Mạnh Thiên Sở trầm giọng: Hắc viên ngoại, bỉ nhân là hình danh sư gia Mạnh Thiên Sở của Nhân Hòa huyện, nghe nói vừa rồi Ngô Lai báo quan nói người hại chết tỷ tỷ của hắn và cũng là vợ của ngươi, chỉ huyện lão gia lệnh bỉ nhân đến tra vụ án này. Hắc Thiên Bảo cảm thấy thân hình phát run, chỉ Ngô Lai giọng nói nghẹn ngào: Tỷ tỷ ngươi chết rồi, ngươi lại đi tố cáo ta, vậy ta đi tố cáo ai đây? Không phải ta giết vợ ta, ngươi tố cáo ta làm cái gì? Mạnh Thiên Sở nói: Có phải là ngươi giết hay không thì bổn sư gia tự nhiên sẽ tra rõ ràng, mang ta tới hiện trường vụ án nào. Hắc Thiên Bảo vội dẫn họ tới Đông Xương phòng, cũng là phòng của vợ Hắc Thiên Bảo là Ngô Tiểu Muội. Trong phòng đã được thanh lý sạch sẽ nhưng vẫn còn nghe mùi máu tanh, người chết đã được tắm rửa sạch sẽ, chuẩn bị nhập liệm, hiện giờ vẫn còn đang đặt ở trên giường. Mạnh Thiên Sở bước tới quan sát nữ tử tử tế nằm như ngủ trên giường đó. Có thể thấy tên Hắc Thiên Bảo này diễm phúc không nhỏ à, nữ tử này quả là có mấy phần tư sắc. Bộ đầu Vương Dịch ở bên cạnh khẽ cảm khái. Mạnh Thiên Sở gật gật đầu: Đúng vậy, chỉ có điều hồng nhan thì bạc mệnh, chết sớm một chút thì hay hơn. Cũng không sớm quá đâu, xem người này đã gần 40 tuổi rồi. Đúng đúng đúng, tuổi này mà sinh con thì nguy hiểm lớn lắm. Mộ Dung Huynh Tuyết đã chuẩn bị đủ bút mực, sẵn sàng cho Mạnh Thiên Sở bắt đầu công tác. Mạnh Thiên Sở tiến hành kiểm tra bên ngoài trước, không phát hiện vết thương ngoại thương nào rõ ràng. Sau khi gọi nha hoàn của Ngô Tiểu Muội lại kể quá trình tử vong, hắn biết Ngô Tiểu Muội lúc đó sinh khó, sinh đã lâu rồi mà không được, Ôn bà phải tiếp tiến hành ấn bụng dục sinh đỡ đẻ, sau đó ra máu nhiều quá mới tử vong. Án ép dục sinh ư? Mạnh Thiên Sở nhíu mày lẩm bẩm, điều này cần phải ra tay, tay chân nhanh nhẹn và quen, nếu không sẽ dễ tạo thành xuất huyết quá nhiều, hoặc là dẫn tới thai nhi ngộp thở hoặc các triệu chứng y học khác. Có phải là sự cố do thiếu trách nhiệm dẫn tới mất máu một lượng lớn hay không? Mạnh Thiên Sở trầm ngâm một chút, gọi Hắc Thiên Bảo lại: Nếu như có người cáo quan nói người mưu sát, bỉ nhân tất nhiên phải tra rõ nguyên nhân tử vong chân chính của vợ ngươi rồi. Do vợ ngươi mất máu quá nhiều mà chết đi, nguyên nhân mất máu lại nhiều, có thể là nguyên nhân từ bản thân hoặc ngoại lực từ bên ngoài, hoặc là có kẻ cố ý gây nên. Do đó nguyên nhân tử vong phải làm cho rõ mới có thể bài trừ khả năng mưu sát, ngươi rõ chưa? Dạ dạ, tiểu nhân đã minh bạch rồi. Hắc Thiên Bảo tuy là đại tài chủ nhưng là tài chủ nhà quê, cho nên vẫn còn rất sợ quan, vội khom người gập đầu cười đáp. Mạnh Thiên Sở nói tiếp: Muốn tra rõ nguyên nhân tử vong của nương tử ngươi thì từ bên ngoài nhìn không ra, cần phải tiến hành giải phẫu, bỉ nhân muốn nghe ý kiến của ngươi. Hắc Thiên Bảo lộ ra vẻ khó xử: Cái này sư gia e rằng không tiện đâu. Ta biết giải phẫu thân nhân của ngươi, ngươi khẳng định là có chút tiếp thụ không được. Vậy ngươi cho ta hay là ta làm sao biết được nương tử ngươi rốt cuộc là chết làm sao đây? Vậy vừa rồi sư gia chẳng phải nói rồi sao, đó là sanh khó, xuất huyết quá nhiều mà chết đó thôi. Vì sao xuất huyết quá nhiều? Cái này là ngươi bảo ổn bà đỡ dẫn sinh dùng châm đâm vào phải không? Không không, tiểu nhân không dám. Vậy ổn bà dùng tay án ép có gì không ổn đúng không? Cái này tiểu nhân thực sự cũng không biết ạ. Ngươi không biết, ta không giải phẫu, ta cũng không biết. Ngươi để ta về trả lời làm sao với chi huyện đại lão gia đây, rồi làm sao xử lý án này đây? Mạnh Thiên Sở lôi chi huyện đại lão gia ra, Hắc Thiên Bảo chẳng dám nói gì nữa, gật đầu lia lịa. Mạnh Thiên Sở lại nói: Hiện giờ Ngô Lai nói ngươi giết tỷ tỷ của hắn, ngươi hiện giờ cự tuyệt bỉ nhân tiến hành giải phẫu thi thể, vậy bỉ nhân chỉ còn cách hoài nghi ngươi có vấn đề mà thôi. Tiểu nhân oan uổng quá, tiểu nhân không biết lợi hại ở trong đó, nhưng mong sư gia làm chủ cho. Như vậy là nói ngươi đồng ý cho ta tiến hành giải phẫu thi thể của nương tử ngươi sao? Dạ dạ, vì để tẩy rửa oan khuất của tiểu nhân đồng ý. Mạnh Thiên Sở cười cười, phất tay cho y đi ra, cho mọi người lui hết, chỉ lưu lại Mộ Dung Huynh Tuyết ghi chép. Kinh qua giải phẫu thi thể, phát hiện thi thể của Ngô Tiểu Muội có vùng khung chậu và xung quanh tử cung tích huyết đến 1200 ml, đó là chưa kể lượng máu ở bên ngoài.
ở thành tử cung phát hiện vết vỡ dài 18 ml. Tiến hành kiểm tra cắt lát mỏng ở phổi, phát hiện phổi bị tắc nước, ối nghiêm trọng gây nghẹt thở. Như vậy, choáng do mất máu quá nhiều là nguyên nhân tử vong chân chính. Ngạt thở nội tăng thêm tiến trình tử vong. Nước ối trong tử cung không ngờ lại chảy tràn đến phổi, kết hợp vết thủng ở thành tử cung, xác nhận tắc nước ối ở phổi là do quá trình sinh nở đã dùng lực án ép không đúng khiến tử cung bị vỡ. Nước ối từ vết sách tiến vào hệ tuần hoàn, đến phổi phát sinh hiện tượng tắc. Vì thế, vết vỡ tử cung gây tử vong là nguyên nhân trực tiếp, kết hợp nha hoàn ở đương trường làm chứng là bà đỡ đã tiến hành ép lên bụng để dục sinh. Sơ bộ xác định bà đỡ dùng thủ thuật đỡ đẻ không đúng là nguyên nhân chính gây tử vong, vỡ tử cung rồi chết người. Giải phẫu thi thể đã hoàn tất, Mộ Dung Huỳnh Tuyết nhờ kinh nghiệm lúc trước đã từ từ thích ứng, không còn bị ói mửa nữa mà bình thản ghi lại toàn bộ kết quả của quá trình giải phẫu. Mạnh Thiên Sở khâu lại thi thể xong, quay ra ngoài cửa nói với bộ đầu Vương Dịch: "Gọi bà đỡ đẻ vào, ta có lời muốn hỏi." Xảy ra sự tình lớn như vậy, bà đỡ này không dám rời khỏi Hắc phủ, nên một lúc sau thì Vương Dịch đã giải bà đỡ lên hơn 50 tuổi tiến vào. Bà lão này có lẽ nhìn sự tình này nhiều rồi nên không sợ gì, đứng ở đó rất bình tĩnh. Mạnh Thiên Sở ngồi ở cái ghế cạnh cửa sổ trong phòng, nheo mắt hỏi: "Ngươi là bà đỡ tiếp sinh cho Ngô tiểu muội sao?" "Dạ, đúng là lão thân." "Ngươi tên là gì?" "Dạ, tao Thí." "Năm nay bao nhiêu tuổi rồi?" "53 ạ." "Đỡ đẻ cho người ta bao lâu rồi?" "Dạ, suốt 30 năm rồi." Lời của bà đỡ vừa dứt, Mạnh Thiên Sở đột nhiên đứng bật dậy, nhìn chằm chằm vào Tào Thị. Thần tình của bà đỡ này có chút hoảng loạn, cúi đầu nhìn xuống đất. "Tại sao không dám nhìn ta?" Mạnh Thiên Sở trầm giọng hỏi. "Lão thân là dân hèn, sao lại dám nhìn sư gia đây?" "E rằng không phải nguyên nhân đó đâu." Thảo dân nghĩ chính là vậy, không có nguyên nhân nào khác. "Căn cứ lời làm chứng của nha hoàn ở hiện trường, người đã tiến hành đè ấn bụng sản phụ, tiến hành thôi sản, đúng không?" Thân hình bà đỡ hơi khẽ run lên, lúc sau mới lý nhí đáp: Dạ, tuổi sản phụ hơi lớn, vị trí thai nhi không đúng, dẫn đến thời gian sinh quá dài, sau đó không còn sức đâu mà đẻ nữa. Do đó lão thân bất đắc dĩ sử dụng biện pháp ấn bụng để giúp sinh." "Chính là cái đó rồi." Mạnh Thiên Sở phất tay ra hiệu cho Vương Dịch. Vương Dịch bước tới túm lấy Tào Thị lôi ra ngoài. Tào Thị hoảng hốt: Ông định làm cái gì?" Vương Dịch lạnh lùng nhìn mụ: "Mang ngươi về nha môn trị tội." "Trời ơi, tôi tiếp sinh mấy chục năm nay rồi mới nghe chuyện này lần đầu. Lời thường hay là sinh tử do mạng, phú quý tại trời, nguyên nhân chết người này là bình thường mà. Nếu như lần nào tôi tiếp sinh gây chết người cũng bắt tôi về phủ trị tội thì tôi chết biết bao nhiêu lần rồi đấy. Trời ơi." Mạnh Thiên Sở lệnh giải bà đỡ trở lại, liền hỏi: "Người tiếp sinh 30 năm, tổng cộng chết bao nhiêu sản phụ rồi? Có bao nhiêu người xuất thiết nhiều như vậy mà chết không? Nói tên ra đi, từng người một, ta muốn kiểm tra đối chứng." Bà đỡ đắn đo một chút: Cái này ai mà nhớ được đây?" "Nhớ không rõ ư?" "Người đỡ đẻ 30 năm, thủ pháp dục sinh xem ra thành thạo lắm mà." "Đúng vậy, lão thân không phải tự khen, kỹ thuật dục sinh này ở Hàng Châu được coi là hàng đầu đấy." Mặt bà đỡ có vẻ đắc ý. "Thì chính là vậy, kỹ thuật của ngươi thành thạo như vậy, sao lại dẫn đến sản phụ bị băng huyết đây?" Băng huyết là cái gì?" À, chuyện chảy máu này, dù bà đỡ có cao minh thế nào cũng không thể tránh được khả năng này mà." "Tử cung của sản phụ bị vỡ một vết dài hơn nửa xích, rất rõ ràng, đó tuyệt đối không phải là nhất thời dùng lực quá mạnh, mà là ngươi cố ý làm loạn, không bị vỡ cũng không được. Ngươi nếu như làm bà đỡ đã 30 năm, dùng thủ pháp này gây ra, vậy nếu không phải là cố ý thì cũng là khinh thường sơ suất trong nghề nghiệp. Đương nhiên phải bắt ngươi về hỏi tội, căn cứ tình huống tra rõ sẽ theo luật mà xử phạt. Nếu như ngươi mà cố ý, e rằng cái đầu trên cổ của ngươi cũng không còn đâu." Bà đỡ cả kinh thất sắc, dập đầu lia lịa: "Sư gia, lão thân không có làm bậy mà, đều án theo thủ pháp dục sinh bình thường mà làm thôi. Ai ngờ lão thân oan uổng quá." "Có phải oan uổng hay không, quỷ nhân sẽ tra rõ ngay, mau giải xuống dưới." Vương Dịch giải bà đỡ ra khỏi phòng, lệnh cho bộ khoái thủ hạ đem cháu lại giải đi. Mạnh Thiên Sở bước ra vườn, lệnh cho bộ khoái cho gọi người hầu trong nhà đến mái hiên để hỏi.
Hắc Thiên Bảo giống như cây cà bị sưng muối vậy, rục ở vị trí cũ, đầu gục xuống chẳng nói năng gì. Ngô Lai ngồi ở xa xa, ở dưới mái hiên, khóc lóc với bộ dạng rất thương tâm. Mạnh Thiên Sở ngồi trong vườn nhìn quanh, đột nhiên phát hiện ở tây xương phòng có một nữ tử khoảng 20 tuổi, mặc đồ hở hang, trang điểm vô cùng lòe loẹt, vừa mị lại vừa tục. Nữ tử đó nhất mực chú ý đến hắn, thấy hắn nhìn mình liền ống nghẹo cái mông, cố làm dáng. Mạnh Thiên Sở có cảm giác muốn ói, ngoắc một người hầu trong phủ đến hỏi nữ tử đó là ai. Đầy tớ đáp đó là tiểu thiếp của lão Hắc gia, trước đó là nha đầu sai vặt trong Hắc phủ. Chà chà, quạ đen biến thành phượng hoàng sao? Mạnh Thiên Sở cười thầm, quyết định đến lĩnh giáo. Thúy Liên thấy Mạnh Thiên Sở mỉm cười đi về phía mình, liền ưỡn ngực cao hơn, trong lòng lại giấc mộng xuân. Sư gia trẻ tuổi này quả là đẹp trai, đặc biệt là nụ cười ở trên miệng của y, ôi nó thật là mê người, so với con heo mập Hắc viên ngoại này không biết hơn mấy nghìn lần. Nếu mà có thể tiêu hồn cùng y một đêm thì sự tình tuyệt mỹ vô cùng. Mạnh Thiên Sở còn chưa đi đến cạnh Thúy Liên đã nghe một hương vị rất nồng nặc. Xem ra Hắc Thiên Bảo giàu có một phương, đối với tiểu thiếp này cũng không tệ. Mới ngửi là biết mùi vị của phấn son, và giá cả cũng không rẻ. Chỉ có điều nữ tử này trong mùa hè nóng bức lại tô một lớp dày chân mặt như vậy, e là thái dương vừa ló mắt đã toát mồ hôi, khiến cái mặt đó thành cái bản vẽ, một bản vẽ đầy màu nước. Thúy Liên đang nhìn Mạnh Thiên Sở với đôi mắt xi xi dại dại, dường như nước dãi sắp chảy cả ra, khiến cho Mộ Dung Huynh Tuyết đứng gần đó nhịn không được liền cười. Mạnh Thiên Sở vừa bước tới trước mặt mỹ nhân đầy hương này, còn chưa nói chuyện thì đã nhíu mày quay người đi trở lại. Thúy Liên nhìn không được bật gọi: "Ơ, vị sư gia này có gì định hỏi tiểu nữ phải không? Sao lại đi rồi? Chẳng lẽ là sợ ta ăn thịt ngài sao?" Mạnh Thiên Sở nghe thế quay lại, vẫn mỉm cười y như cũ: "Vốn là định hỏi đấy, nhưng khí trời hôm nay nóng bức quá, hay là chờ ngày nào mát một tí hỏi cũng không muộn." Thúy Liên nghe Mạnh Thiên Sở nói vậy, cười khành khạch như con gà mái tơ phát tình: "Sư gia, ngài thật là khôi hài, hỏi ta mà còn phải chọn thời tiết nữa hay sao?" Mộ Dung Huynh Tuyết có vẻ không ngưa dáng vẻ này, hừ một tiếng nói: "Ý tứ của sư gia chúng tôi là trời hôm nay quá nóng, người sợ ở bên cạnh cô quá lâu, người mùi thối trên người cô sẽ ngất đi đấy." Ngươi nói vậy là có ý gì? Biết là nhà ngươi có tiền, nhưng son và phấn không phải bôi chét như vậy, quá nhiều rồi không phải thơm mà biến thành thối. Tự ngươi không bị sợ sông hạt, chứ sư gia chúng ta sợ bị ngươi sông ngất đi đấy. Những người hầu ở cạnh bình thường bị ả này khi phụ giày vò nhiều lần, hôm nay có người xa mặt làm nhục ả, tự nhiên là họ hoan hỉ vô cùng, đều đứng ở cạnh đó cười lén khúc khích. Thúy Liên nhìn mình không còn mặt mũi nào nữa, liền giở trò ngồi phịch xuống đất khóc giống lên. Hắc Thiên Bảo ngồi trong đại sảnh ngày nào cũng bị giày vò, hiện giờ các hương thân đến xem náo nhiệt càng lúc càng nhiều, không ngờ đến lúc này nữ nhân này còn quậy thành chuyện như vậy. Y liền đứng dậy nói với quản gia Trấn Giang ở bên cạnh: "Mau đi lôi con tiểu oan ra đó vào phòng cho ta, còn sợ chưa mặt dày hay sao?" Trấn Giang nghe thế vô lệnh cho nha hoàn đi đỡ Thúy Liên dậy, còn mình thì cười cầu tài: "Nhị phu nhân mau về phòng đi, lão gia dặn thế." "Ta không, tên thư lại nhỏ nhoi này dám sỉ nhục ta không muốn sống nữa." Nữ tử này rõ ràng là được Hắc Thiên Bảo nung chiều đâm hư, chẳng quản gì hết chỉ khóc giống lên. Quản gia Trấn Giang thấy ả ngồi trên đất khóc chẳng chịu thôi, không biết phải làm như thế nào. Mạnh Thiên Sở cười nói: "Cô không muốn sống nữa sao? Vậy không phải là tiện nghi cho nữ tử khác rồi hay sao? Ý tứ của ngài là gì?" Thúy Nhiên đột nhiên không khóc nữa, ngẩng đầu khó hiểu nhìn Mạnh Thiên Sở: "Đúng à, Hắc gia không còn nữ chủ nhân, nếu như cô cũng chết rồi, Hắc viên ngoại của chúng ta tự nhiên phải tìm một nữ nhân khác về quản cái nhà này, giúp ông ta tiếp tục hương hóa." Trấn Giang vội tiếp lời của Mạnh Thiên Sở: "Sử gia nói đúng đấy, nhị phu nhân, người hãy nghĩ cho kỹ đi." Thúy Liên quả nhiên không khóc nữa, và giống như viên đạn đứng bật dậy, ả phun nước bọt vào mặt Trấn Giang: "Phỉ, đồ nô tài chó, không có mắt, gọi ta cái gì? Nhị phu nhân ư? Vậy người đi gọi đại phu nhân ở nhà này ra, cho ta xem coi." Trấn Giang vừa nghe, vội tát vào mặt mình một cái, sau đó quay lại bọn người hầu, tụ tập quanh đó, lớn tiếng bảo: "Từ giày về sau, trong Hắc gia của chúng ta chỉ có một bà chủ, không được phép gọi nhị phu nhân gì nữa, nghe rõ chưa?" Những người hầu tuy nghe xong, tuy không tình nguyện nhưng vẫn vâng vâng dạ dạ hết. Thúy Liên đắc ý nhìn những kẻ đã cùng mình là người hầu hạ, hừ một tiếng rồi mới ống nghẹo, dáng trở về phòng, tiện tay đóng cửa lại.
Mạnh Thiên Sở tiến hành tra hỏi nha hoàn và người hầu, không phát hiện ra manh mối gì. Sau khi kiểm tra thi thể xong, nguyên nhân tử vong cũng hiểu đại khái. Thấy đã sang canh hai, Mạnh Thiên Sở quyết định cùng mọi người trở về huyện thành. Mạnh Thiên Sở hỏi nơi ở của bà đẻ, lập tức lệnh cho bộ đầu Vương Dịch mang theo huynh đệ đến tra xét nhà của bà ta. Vương Dịch vâng dạ, xong dẫn các bộ khoái cùng đi. Chuyện tra xét nếu không đặc biệt cần thiết, thường Mạnh Thiên Sở đều để bộ khoái làm. Những bộ khoái như lang như hổ này tra xét dễ dàng đạt kết quả hơn, bởi vì hắn là người hiện đại, bị ảnh hưởng cách làm việc theo pháp luật quá sâu, không thể phóng tay làm càn. Còn nếu là người cổ đại thì tất nhiên phải án chiếu theo quy củ của cổ đại mà làm việc. Mạnh Thiên Sở và Mộ Dung Huỳnh Tuyết mang các bộ khoái còn lại đưa bà đỡ về đại lao của huyện nha giam lại. Khi hắn về nhà của mình, trời đã tối khuya nhưng không thể nào ngủ được nữa, nhất mực chờ tin kết quả điều tra của Vương Dịch. Gần một canh giờ sau, Vương Dịch, Vương Bộ Đầu trở về. Vương Bộ Đầu rất cao hứng, trong tay mang một túi rất nặng, đến báo cáo kết quả sau khi điều tra với Mạnh Thiên Sở. Mạnh Thiên Sở nghe xong gật đầu. Quả nhiên không ngoại dự liệu của ta, xem ra chúng ta đích xác là phải chất vấn kỹ bà đỡ này rồi. Nhìn xong thứ bên trong túi, tra xét từ nhà bà đỡ xong, Mạnh Thiên Sở lệnh cho Vương Bộ Đầu lập tức phái mấy bộ khoái giả trang đến ngoài phủ của Hắc Thiên Bảo đóng chốt do thám tin tức, phải báo cáo khi có tình huống. Do trời đã khuya, Mạnh Thiên Sở quyết định đến ngày mai mới hồi báo Thái Chi huyện. Sáng hôm sau, Mạnh Thiên Sở ngủ tới trời sáng hẳn, phát hiện mát mẻ phi thường, liền nhòm dậy xem. Thì ra là ở ngoài đang đổ mưa, và đại khái là Phi Yến đã mở cửa sổ để cho hơi lạnh tỏa vào. Thiếu gia dậy rồi sao? Người trong nha môn đã đến gọi người hai lần rồi đấy. Phi Yến nghe tiếng động liền chạy vào. Có chuyện gì sao? Mạnh Thiên Sở không quay đầu lại, mưa ngoài cửa sổ còn rất lớn, giống như từng hạt rơi lên đàn tỳ bà và lá trúc có nhịp điệu, nghe rất vui tai. Hắn vừa nói vừa ngáp. Vương Bộ Đầu đến, nó là người tên Ngô Lai, đến báo quan hôm qua đã đến. Chi huyện lão gia gọi ngài, mau đến đó. Vì sao không gọi ta? Thiếu phu nhân đã dặn rồi, nói khuya hôm qua người về muộn, để người nghỉ ngơi cho khỏe, dậy xong ăn sáng rồi đi cũng không muộn mà. Đúng là cái nhìn của đàn bà mà. Kỳ thực thiếu phu nhân nói không phải là không có lý. Phi Yến vừa lấy nước rửa mặt vừa cười đáp. Các cô đều có cái nhìn của đàn bà cả. Mạnh Thiên Sở nhòm dậy để cho Phi Yến hầu hạ rửa ráy. Sau khi ăn qua loa, Mạnh Thiên Sở vừa định ra cửa thì suýt đâm sầm vào một nữ tử. Hắn đứng lại nhìn, thì ra là Mộ Dung Huỳnh Tuyết, liền hỏi. Là Huỳnh Tuyết hả? Cô ăn chưa? Hay là bảo Phi Yến dọn cho cô một chút gì đó ăn nha? Không đâu sư gia, chư huyện lão gia đang rất gấp, gọi ngài mau lên. Thấy bộ dáng gấp gáp của Mộ Dung Huỳnh Tuyết, Mạnh Thiên Sở liền hỏi. Lại xảy ra chuyện gì lớn rồi sao? Ở nha môn có rất nhiều người kéo tới, chính là vì án tối hôm qua, chư huyện lão gia thỉnh ngài đến xử lý. Thì ra làng bên cạnh Phong Thiên Môn có tên là Thiên Hiểu Thôn. Tuyệt đại bộ phận người trong thôn này đều thuộc họ Ngô, tộc trưởng là Ngô Hữu Tài, là cậu ruột của Ngô Tiểu Muội. Hôm qua sau khi Ngô Lai báo quan xong, tối đó về nhà tập hợp người trong tộc đến kêu oan cùng với tộc trưởng, khóc lóc kể lể, nói là sợ nha môn bị tài chủ Hắc Thiên Bảo mua chuộc, không lo chuyện chính nghĩa, xử công bằng cho muội muội của mình. Tộc trưởng tuy tuổi tác đã cao, rất ít quản chuyện trong thôn, nhưng dù gì đó cũng là đứa cháu gái ruột, nên sáng hôm sau ông ta đã phái rất nhiều người đến nha môn thỉnh nguyện. Thái Chi huyện không hiểu chuyện gì, thấy đột nhiên ở cửa nha môn có mấy trăm bá tánh của Thiên Hữu Thôn kéo đến kêu oan, tức thì hoảng hốt vội gọi người đi tìm Mạnh Thiên Sở. Phi Yến đưa cây dù cho Mạnh Thiên Sở và Huỳnh Tuyết. Tuy Mạnh phủ ở sau huyện nha, nhưng đến nơi phải mất một đoạn đường, trong khi đó thì mưa khá nặng. Hai người che dù đến cửa nha môn, thấy trước nha môn ngoài bọn nha dịch trực ban còn lại chẳng có người nào. Mạnh Thiên Sở vội bước lên nhìn, mới phát hiện thì ra là mưa khá lớn, nên những người vừa đi kêu oan đều trong nha môn cả, đến đại đường để tránh mưa. Các bạn đang nghe chuyện Sư Gia Bá Đạo tập 23 trên kênh Audio Kiếm Hiệp do MC Khánh Duy diễn đọc. Mạnh Thiên Sở và Mộ Dung Huỳnh Tuyết đến đại đường, quả nhiên thấy một đám người đông nghìn nghịt tụ tập ở đây, luôn miệng gắn ghép nha môn không làm đúng luật, đòi hỏi chính nghĩa cho Ngô Tiểu Muội, tình cảnh hỗn loạn phi thường. Mạnh Thiên Sở thầm nghĩ án này có phải là mưu sát hay không còn chưa biết, nếu chỉ là sự cố về mặt y liệu thì làm gì tồn tại chính nghĩa mà đòi.
Thái Chiêu đứng trong buồng sưởi ở đại đường gấp đến nỗi đi tới đi lui liên tục. Mấy tháng nay cứ xảy ra chuyện như vậy khiến ông ta rất đau đầu. Lần trước vụ đặt xác chết ở Nha Môn khó khăn lắm mới dẹp yên, hiện giờ lại xuất hiện sự tình như vậy. Không biết vì sao lão ba tánh hễ động tới một cái là đến Nha Môn dâng thỉnh nguyện đòi yêu sách và cứ chĩa mũi dùi vào công tác của ông ta. Nếu việc này mà để chi huyện Trầm Lãi Xuân của huyện Tiền Đường hay biết, không rõ sẽ ở sau lưng nói xấu ông ta đến mức thế nào. Khi ông ta đang sốt ruột đi qua đi lại giống như con kiến trong nồi nóng dần dần trong bếp, thấy Mạnh Thiên Sở đến vội bước tới đón. Tiên sinh, tiên sinh đến rồi, tiên sinh xem coi lên làm thế nào đây. Mạnh Thiên Sở tối qua về trễ còn chưa kịp báo cáo công tác với chi huyện lão gia, hiện giờ thấy tình hình vậy vội vội xua tay. Ông chủ không cần khẩn trương, chuyện này cứ giao cho Vãn Sinh xử lý. Tuy nhiều người đang la hét loạn cả lên, Ngô Lai chỉ đứng một bên đắc ý cười lạnh. Mạnh Thiên Sở bước tới cười nhẹ nói, Ngô công tử có thể phiến động nhiều người cùng đến cửa Nha Môn quậy phá như vậy, xem ra công tử quả là có năng lực. Làm gì có, không, chúng tôi không phải đến là quậy phá. Ngô Lai nghe Mạnh Thiên Sở khen mình có năng lực, cười ha ha định khiêm tốn vài câu, nhưng sau đó nghe lời Mạnh Thiên Sở có gì đó không ổn vội phân bua. Mạnh Thiên Sở sầm mặt, không đến quậy phá ư? Vậy ngươi huy động nhiều người đến Nha Môn là hà cớ gì? Là muốn kỳ uy với Nha Môn sao? Cái mũ này mà chụp xuống, Ngô Lai ắt là chịu không nổi tội, y sợ đến run cầm cập. Không, tiểu nhân làm gì dám mà, chỉ là muốn thúc giục nhanh chóng bắt Chân Hung giết đi tỷ của ta thôi. Chân Hung là ai ư? Hắc Thiên Bảo. Vậy các ngươi nên trực tiếp đến Hắc Phủ bắt Hắc Thiên Bảo đi, chạy tới Nha Môn la hét làm cái gì? Chúng ta đâu phải là bộ khoái, sao có thể bắt người? Người nói Hắc Thiên Bảo là hung thủ, có chứng cứ gì không? Còn thu chứng cứ gì nữa? Tỷ tỷ của tôi sinh con ở nhà y xuất thiết nhiều như vậy, chính là hắn đã sử dụng người ta làm, chính là vì để con nhỏ đó làm chính phòng. Người tận mắt chứng kiến y chỉ xử sao? Tôi không có, đây là điều rõ ràng như vậy mà. Rõ ràng thì có thể tùy tiện bắt người hay sao? Nếu như Hắc Thiên Bảo nói ngươi đố kỵ y có tiền, cố ý mua chuộc bà đỡ, hạ độc thủ chết tỷ tỷ của ngươi, sau đó giá họa cho y, mục đích là lấy cớ vòi tiền của y, vậy chúng ta không phải là phải bắt luôn cả ngươi hay sao? Nói bậy, tôi làm sao lại giết tỷ tỷ của chính mình được chứ? Ngô Lai xé giọng mà hét lên. Mạnh Thiên Sở trầm mặt, ta cảnh cáo ngươi lần cuối, ngươi không có chứng cớ mà tùy ý vu khống cho người, hiện giờ lại lôi kéo hơn 100 người xông vào Nha Môn quậy phá, lại chỉ trích thẳng thừng là bổn sư gia nói bậy, đó là tội la lối nơi công đường, y luật phải trị tội. Lời này giống như sấm nổ ngang tai Ngô Lai, khiến y tức thời thanh tỉnh. Y vốn không nghĩ nhiều như vậy, bây giờ xét lại mới thấy mục đích của mình đích xác là quá lỗ mãng, vội khom người thưa, tiểu nhân đã biết tội rồi, thỉnh sư gia thứ tội cho. Niệm tình tịch tề của ngươi mới mất xong, trong lúc đau khổ có dư nhất thời kích động, ta tha cho ngươi lần này, ngươi bảo bọn họ tản ra đi. Ngô Lai vội vàng chuyển thân nói với các thôn dân, sư gia đã đáp ứng với ta là sẽ tận hết khả năng giải quyết sớm án này, các hương thân đã cùng Ngô Lai tới đứng ở đây đã lâu rồi, sợ là thân thể không chịu được, chúng ta đi về thôi, có kết quả rồi Ngô Lai tôi sẽ tập lập tức đến đa tạ các vị sau. Hắn vừa lập cập vừa nói xong hắn lập tức đi ra trước. Những thôn dân nghe Ngô Lai nói vậy cũng theo y từ từ rời khỏi đại đường tản mát đi hết. Mạnh Thiên Sở đứng ở bên cạnh lạnh lùng nhìn Ngô Lai, lòng nghĩ tiểu tử này có năng lực phiến động nhất định, giỏi về lời ngon tiếng ngọt không thể xem thường. Thái Chiêu quả là hoảng hốt đến xuất hạn mồ hôi toàn thân, thấy Mạnh Thiên Sở vừa đến chỉ nói vài câu với Ngô Lai là lập tức ổn chuyện, không khỏi cao hứng thở phào. Tiếp theo đó, Mạnh Thiên Sở đem chuyện tra án tối qua kể lại. Thái Chi Huyện bây giờ mới rõ rốt cuộc là chuyện gì, vội hỏi Mạnh Thiên Sở lên xử lý án này như thế nào. Mạnh Thiên Sở nhờ Thái Chi Huyện thăng đường hỏi án, tra hỏi cặn kẽ bà đỡ, vì mấu chốt quan trọng trong vụ án này tập trung ở chỗ con người này. Hắn cho mang cái túi lớn mà Vương Bộ Đầu tìm được giao cho ông ta. Thăng đường! Bà đỡ Tào Thị bị giam trong nhà lao một đêm, thần tình đã tiểu tụy, không còn vẻ hung hăng như tối hôm qua nữa. Sau khi bị đưa lên công đường, vừa thấy Chi Huyện lão gia ngồi cao cao tại thượng, nhà dịch đứng hai bên, chưa kịp hô uy vũ thì chân đã mềm nhũn, khuỵu xuống đất, cúi mọp đầu, toàn thân run rẩy.
Trước khi thăng đường, Mạnh Thiên Sở đã nói với Thái Chiêu những điều chính cần hỏi. Thái Chiêu tự nhiên cũng hiểu nên tra hỏi thế nào. Mạnh Thiên Sở chỉ lấy một cái ghế ngồi ở phía sau Bình Phong nghe thẩm. Vỗ kinh đường mộc xong, Thái Chi Huyện liền hỏi: người dưới đường là ai? Thảo dân Tào Thị. Vì sao bị bắt? Khai ra. Thảo dân không biết. Hả? Ngươi nói lại lần nữa nghe xem. Thanh âm của Thái Chiêu đột ngột đề cao. Tào Thị sợ mặt cắt không còn giọt máu. Thảo dân chỉ biết theo lời bộ khoái hôm qua nói là tôi giết vợ của Hắc đại gia. Tôi bị oan mà, đại nhân. Ngươi rốt cuộc là có giết hay là không? Tôi không có giết mà, thật là không có mà. Ngô tiểu muội ấy vốn lớn tuổi rồi mới sinh sản, khi sinh rất khó, cộng thêm vị trí thai nhi không bình thường. Tôi đã tận lực rồi, không có giết người mà. Thái Chiêu đem cái túi to trên án thảy xuống trước mặt bà đỡ. Đó là thứ bộ đầu Vương Dịch tìm về tối qua. Bà đỡ vừa nhìn thấy cái túi, tức thời run như cầy sấy. Điều phụ Tào Thị, bạc trong túi bố này là ngươi cử từ đâu mà có? Thái Chiêu vỗ kinh đường mộc, bà đỡ lập tức quỳ dập đầu lia lịa. Lão gia, ngài nói gì tôi không hiểu, tôi không biết đó là bạc gì. Thái Chiêu không ngờ lão thái bà này cố chấp như vậy, tức thì giống lên. Đúng là điêu dân cứng đầu, không biết điều, đánh mạnh 100 hèo cho ta. Nói xong, ông ta lấy lệnh bài định ném xuống. Mạnh Tiên Sở đằng sau Bình Phong thầm nghĩ: lão thái bà này thân hình đơn bạc, e rằng không chịu nổi hèo của bọn sai dịch này đâu. Đánh chết rồi, không có manh mối gì thì nguy. Nên hắn ho khan liền mấy cái. Thái Chi Huyện vội thu lệnh bài trong tay lại, hừ một tiếng: giỏi cho con độc phụ ngươi, trên công đường của ta không có kẻ nào có thể chịu nổi đòn đánh này. Bổn huyện lần cuối hỏi ngươi, ngươi có nói hay là không? Chán của bà đỡ đã toát mồ hôi. Tôi xác thực không biết lão gia ngài nói về số bạc gì. Giỏi cho con điêu phụ, ta hỏi ngươi, trên cái túi này có theo họ tên của ngươi, là bộ khoái tìm ra được từ trong gạp gạo của nhà ngươi. Ngươi giải thích thế nào đây? Nếu tiền này là lịch lõ rõ ràng, cần gì phải giấu trong chum gạo? Và cần gì ngay cả trượng phu bệnh nặng nằm liệt giường mà ngươi cũng giấu, hả? Bà đỡ run rẩy dữ dội hơn, nhưng vẫn không chịu nói. Ngươi hãy nhìn kỹ đây, bạc trong túi đều có ký hiệu. Đó là ngân phòng của Hắc Thiên Bảo, Hắc Viên Ngoại chế ra. Có cần có ấn của phù hắn, ngươi giải thích thế nào đây? Đó là bọn họ trả công cho lão thân, đỡ đẻ cho phu nhân nhà họ. Tào Thị lý nhí đáp. Vậy sao? Thì ra nghề bà đỡ của ngươi kiếm nhiều tiền như vậy sao? Tặng một lượt mấy chục lượng luôn sao? Thái Chi Huyện cười lạnh. Truyền quản gia Trấn Giang của Hắc gia đến công đường nghe hỏi. Tào Thị nghe thế sắc mặt càng biến hơn, cúi đầu chỉ biết run bần bật. Trước khi thăng đường, Mạnh Thiên Sở đã cho đòi Trấn Giang tới, nên chẳng mấy chốc sau ông ta đã bị đưa đến dưới đại đường bắt quỳ xuống. Thái Chi Huyện liền hỏi: Trấn quản gia, ngươi xem coi, bạc trong túi tiền kia có phải là do hắc phủ các ngươi chế tác ra không? Trấn quản gia lấy một đĩnh bạc trong túi ra xem kỹ, lật lên lật xuống, thấy ở đáy có khắc hai chữ Thiên Bảo, liền đáp: hồi bẩm lão gia, đây đích xác là bạc do ngân phòng của Hắc gia chúng tôi làm ra. Ngươi có thể khẳng định không? Dạ, tiểu nhân có thể khẳng định. Trấn Giang kiên nghị gật đầu. Vậy ta hỏi ngươi, bà đỡ đẻ này ngày hôm qua đến nhà các ngươi tiếp sinh cho phu nhân, các ngươi có trả tiền công cho mụ chưa? Dạ, trả rồi ạ, là chính tay tiểu nhân trả. Trả bao nhiêu? Dạ, hai lượng. Ha ha, trả cũng không ít nha. Thái Chi Huyện quay sang nhìn bà đỡ chằm chằm, dùng lực vỗ để kinh đường mộc. Tào Thị, trong túi của ngươi có 52 lượng bạc trắng, đều là do Hắc gia chế tác. Bổn huyện hỏi ngươi, 50 lượng còn lại là từ đâu mà ra? Bà đỡ cúi đầu không nói. Điều phụ to gan, xem ra ngươi không chịu khổ thì không khai. Ngươi đâu, dùng hình cho ta. Mạnh Thiên Sở trước giờ không tán thành sử dụng biện pháp hình tấn bức cung để có được khẩu cung. Hắn nhận thấy đây là biểu hiện của sự bất lực. Thế nhưng tại Minh Triều, để có được khẩu cung là chứng cứ chi vương. Pháp luật quy định thành văn là có thể tiến hành hình tấn bức cung. Thời đại khác nhau, hắn không thể nào áp dụng quan niệm tư pháp thời hiện đại cải biến hành vi của người cổ được. Hai tên nha dịch bước tới, đưa bà đỡ lên trên tạt tử, bàn kẹp ngón tay, một dụng cụ trong hình phạt thời xưa, đưa 10 ngón tay của bà đỡ cho vào đó. Xong, hai tay nha dịch đứng hai bên
dùng sức kéo mạnh. Chỉ nghe bà đỡ rú thảm kéo dài, không ngất đi mà phải chịu cái đau đớn kịch liệt kéo dài. Cái tạp tử này chính là hai cây sậy, gậy gỗ có hình răng cưa. Khi kéo kẹp sát vào nhau thì các mấu sẽ cắm sâu vào thịt ngón tay, máu theo đó ứa ra rơi tí tách xuống đất. Bà đỡ đau run bắn toàn thân, hai mắt trợn ngược, dáng đề kháng thời gian khoảng một tuần trà thì cuối cùng chịu không nổi nữa, đau quá mà ngất đi. Một tên nha dịch khác bưng một bồn nước lạnh tạt vào mặt bà đỡ, chẳng mấy chốc mụ đã tỉnh lại, sắc mặt tái ngắt, người có giật liên hồi. Thái Chi Huyện đắc ý dưng dưng hỏi: "Tào thị, ngươi hiện giờ có muốn nói hay không? Ngươi có thêm 50 lượng là từ đâu mà ra?" Ai ngờ bà lão này tuy đau đớn không thể chịu nổi nhưng vẫn ngậm miệng không nói. Thái Chi Huyện tức giận lại ra lệnh tiếp tục dùng hình phạt kẹp ngón tay, nhưng liên tục mấy lần bà đỡ ngất đi tỉnh lại mà vẫn không chịu khai. Thái Chi Huyện không còn cách nào khác, chỉ đành cho bãi đường. Bà đỡ liều chết không khai, Mạnh Thiên Sở cũng không có cách nào, mắt xoay tròn quyết định tự thân đến nhà bà mụ một chuyến xem coi có phát hiện gì không. Mạnh Thiên Sở gọi Vương Bộ Đầu mang theo Mộ Dung Huynh Tuyết ra cửa đến nhà của bà đỡ. Tào thị ngụ trong khu dân cư ở Đông Thành, bọn họ vừa đi vừa hỏi, quanh co một lúc lâu mới tới được nơi cần đến. Tiểu viện tuy không lớn nhưng được quét dọn sắp xếp sạch sẽ gọn gàng. Mộ Dung Huynh Tuyết đứng ngoài cửa gọi, một nam nhân trong nhà lên tiếng nói là cửa không đóng, cứ đi thẳng vào. Mộ Dung Huynh Tuyết thấy Mạnh Thiên Sở gật đầu liền tự đẩy cửa gỗ tiến vào trong. Đột nhiên từ góc tường có một con chó đen lớn chạy ra, khiến Mộ Dung Huynh Tuyết kêu lên một tiếng cả kinh. Nam nhân trong nhà quát dày một tiếng, con chó đó lập tức nghe lời lui vào góc tường. Mạnh Thiên Sở quay nhìn Huynh Tuyết thấy dung nhan thất sắc liền hỏi: "Không sao đấy chứ?" "Không, không hề gì, chúng ta vào thôi." Mộ Dung Huynh Tuyết sờ sờ ngực ổn định lại tâm thần. Mạnh Thiên Sở và Mộ Dung Huynh Tuyết bị sự bày biện đơn sơ của căn phòng làm cho ngẩn cả ra. Một lão nhân nằm trên giường sắc mặt trắng nhợt, bên giường có một cái bô cũ kỹ, sơn đỏ trên đó đã chóc hết, bên trong có một ít nước tiểu vàng bốc mùi khai nồng nặc. Ánh sáng trong phòng cũng đầy đủ vì giấy dán cửa sổ đã cũ hết. Rất may là hiện giờ khí trời ấm áp, nếu là mùa đông thì phòng này làm sao mà ở được. Lão nhân nghe có người tiến vào nhà, cựa quậy mấy cái định ngồi dậy, Mạnh Thiên Sở nhìn thấy vội bước tới đỡ ông ta: Các người là ai?" Lão nhân dùng giọng yếu ớt hỏi, nhìn Vương Bộ Đầu một lúc cảm thấy quen quen nhưng không dám nhận. Vương Bộ Đầu liền nói: "Chúng ta là người của nha môn huyện Nhân Hòa, đây là hình danh sư gia Mạnh sư gia của chúng ta. Ta là Bộ Đầu Vương Dịch, hôm qua có đến đây." "À đúng, đúng, thì ra là sư gia và hai vị quan sai đại nhân. Tiểu nhân Lão nhân định gượng bước xuống giường bị Mạnh Thiên Sở ngăn lại: "Lão nhân gia, Tào thị là người gì của ông?" Mạnh Thiên Sở ngửi được mùi hôi trên người lão nhân, xem ra là chưa tắm rửa. "Là vợ của tôi." Lão nhân đột nhiên ho liên tục rất gấp, gặp người rồi phun một bãi đàm vào cái bô ở đầu giường. Mạnh Thiên Sở phát hiện trong đàm có máu. Lão nhân thở dốc mấy cái từ từ nói: "Hôm trước đi tiếp sinh cho một viên ngoại rất có tiền, rồi dọc đường trở về, về xong rồi lại đi ngay, cho đến bây giờ vẫn còn chưa về. Người tôi xương cốt rệu rã nhiều năm rồi đã không xuống giường được. Bà ấy không về chắc là đống xương giả tôi chết dục vì đói ở trên giường thôi." Mộ Dung Huynh Tuyết nghe lão nhân nói vậy, bước đến góc nhà giở nắp cái lồi trên bếp ra, một mùi chua nồng bốc lên. Nàng nhịn không được muốn nói, xem ra lão nhân này nói thật. Mộ Dung Huynh Tuyết nhìn khạp gạo trong đó có thứ gạo lẫn lộn cả chấu liền nói: "Để tôi làm chút cháo cho lão nhân gia người ăn." Lão nhân nghe thế một mực nói không cần. Mạnh Thiên Sở biết Mộ Dung Huynh Tuyết tâm tính thiện lương, nghe chuyện này tự nhiên là không khoanh tay đứng nhìn, liền khuyên: "Lão nhân gia, không có gì là không được cả. Cô ta tay chân nhanh nhẹn, chẳng mấy chốc là ông có cháo ăn thôi. Ông đói lâu như vậy không ăn sao mà được chứ?" Lão nhân nghe Mạnh Thiên Sở nói thế, mắt đỏ hoe, giọng nói nghẹn ngào: "Sư gia, hai vị quan sai, các vị thật là tốt. Tôi và bà nhà tôi gần đây cứ toàn gặp người tốt à?" "Cứ toàn gặp người tốt sao?" Mạnh Thiên Sở hiếu kỳ hỏi lại. Lão nhân đó gật đầu. Lúc này Mộ Dung Huynh Tuyết đã nấu được ít nước pha trà, đưa một chén trà cho lão nhân. Lão nhân cũng không cần biết, nóng phỏng hấp tấp uống cạn, xong mới thở hổn hển nói: Dạ đúng vậy, giống như ngày trước
bà nhà tôi mừng rỡ đi tiếp sinh cho người, nói là có người cho chúng tôi 2 lượng, hỏi tôi muốn ăn gì, bà ta đi mua. Mạnh Thiên Sở thầm nghĩ, 2 lượng bạc đã khiến lão nhân này hạnh phúc vô bì, vì đây là một gia đình nghèo khổ như vậy. Hôm qua, vị quan gia này đến tìm được trong khạp gạo một túi bạc lớn, tôi mới biết thì ra bà nhà tôi còn giấu nhiều tiền như vậy. Xem ra bà ấy sợ trong nhà chỉ có một người gần đất xa trở như tôi, sợ trộm đến trộm bạc nên mới giấu trong khạp gạo. Tôi hỏi vị quan sai này, ông ta nói là bà nhà tôi có chuyện, bị nha môn bắt rồi. Ông ta nói tôi đừng nghĩ lung tung, không có chuyện gì lớn cả. Nói đến đây, lão nhân ho một tràng dài, nửa chừng dừng lại, nói tiếp. Tôi thật là hồ đồ rồi, nếu như bà ấy không có chuyện gì, thì sao còn chưa về? Trước đó bà ấy thường không nhận mối xa, sợ đi rồi tối không về được, không có người làm cơm cho tôi. Bà ấy hiện giờ không về, xem ra là có chuyện rồi. Nói xong, ông ta lại ho dữ dội. Các bạn đang nghe chuyện Sư Gia Bá Đạo tập 23 được phát trên audio kiếm hiệp do MC Khánh Duy diễn đọc. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.